Truyền thông Yemen tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà thất bại trong thời điểm cuối trận đấu với U23 Việt Nam. Dù thi đấu rất cố gắng nhưng U23 Yemen vẫn phải nhận trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi do công của cầu thủ vào sân thay người Vĩ Hào ở những phút cuối trận. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 sớm một vòng đấu, trong khi U23 Yemen chính thức đánh mất quyền tự quyết và chỉ còn hy vọng vào suất dành cho đội nhì bằng có thành tích xuất sắc nhất. Bình luận về thất bại của đội nhà, báo giới Yemen tỏ ra tiếc nuối. Tờ Andentem giật tít, U23 Yemen gục ngã trước U23 Việt Nam bởi đòn chí mạng. Tác giả nhấn mạnh, trận thua tiếc nuối trước U23 Việt Nam khiến cho U23 Yemen không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng C, vòng loại U23 châu Á. Ở trận đấu này, U23 Yemen đã áp đặt lối chơi trong hiệp 1 với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước khung thành của U23 Việt Nam. Đáng kể nhất là pha dứt điểm của Kasim Ansarafi. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi tốt hơn nhờ những thay đổi của huấn luyện viên Chausier. Trong khi đó, cơn mưa ở Việt Nam khiến cho U23 Yemen chỉ biết chọn cách chuyền bóng dài lên cho hai mũi tấn công là Ahmed Maher và Hamza Marus. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Việt Nam dễ dàng hóa giải. Tưởng chừng như U23 Yemen đã hoàn thành nhiệm vụ cầm hòa U23 Việt Nam, thì đội nhà lại thủng lưới ở phút 85 sau pha dứt điểm của Bùi Vĩ Hào từ tình huống phạt góc. Trận thua này ảnh hưởng rất nhiều tới hy vọng giành vé dự U23 châu Á 2024 của U23 Yemen. Đội bóng của huấn luyện viên Miroslave Sukup phải tính toán để cạnh tranh với nhóm nhì bảng. Tờ Mercato Today của Ả Rập có bài viết trận thua trước U23 Việt Nam đẩy U23 Yemen vào tình thế khó khăn. Tờ báo này bình luận, thất bại trước U23 Việt Nam quá đau đớn với U23 Yemen. Trận thua này khiến cho nhiệm vụ giành vé tham dự giải U23 châu Á của U23 Yemen trở nên vô cùng khó khăn. Công bằng mà nói, U23 Yemen đã chơi khá hay khi đối diện với U23 Việt Nam. Thế nhưng, khoảnh khắc xuất thần của Bùi Vĩ Hào khiến giấc mơ dự giải U23 châu Á trên đất Qatar của U23 Yemen bị ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ có 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vớt tham dự giải đấu này. Trong khi đó, sau trận đấu, huấn luyện viên Miroslave Sukup của U23 Yemen tỏ ra khá buồn, nhưng ông cũng chấp nhận kết quả. Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, song chúng tôi cũng có chiến thuật, tính toán cho trận đấu này. Các học trò của tôi đã giữ được đội hình, ý đồ suốt 90 phút thi đấu. Toàn đội tạo ra vài cơ hội, nhưng may mắn không đồng hành, huấn luyện viên Miroslave Sukup mở lời trong buổi họp báo. Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung cho trận đấu cuối cùng với Guam ngày 12 tháng 9, chiến lược gia người Cộng hòa Séc. Tôi nghĩ có nhiều điều nói về kết quả này, về cơ hội cũng như sai số. Ai ghi bàn thì đội đó có cơ hội chiến thắng. Bản thân chúng tôi có những cơ hội, nhưng đội đã bỏ lỡ. U23 Việt Nam có cơ hội từ quả phạt góc và ghi bàn. U23 Việt Nam chơi tập trung hơn, được khán giả nhà cổ vũ. Hôm nay các học trò của tôi chơi tốt trong hơn 80 phút, kết quả chỉ quyết định vào 10 phút cuối, huấn luyện viên Miroslave Sukup chốt lại. Ở lượt đấu cuối cùng bảng C vòng loại U23 châu Á, U23 Yemen gặp U23 Guam vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 9. Vào lúc 19 giờ cùng ngày, U23 Việt Nam chạm trán với U23 Singapore.